동아이성 뉴스입니다. 잠 들어주셔서 감사합니다. Mùa thu tháng 8 năm 1945, dưới ngọn cờ của Đảng, Mặt trận Việt Minh, sáng kiến cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tập hợp sức mạnh của cả dân tộc làm nên cuộc tổng khởi nghĩa thành công vang dội, ra đời nước Việt Nam mới. Đế quốc Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, hiệu triệu đại đoàn kết của mặt trận tiếp tục vang lên, cổ vũ toàn dân anh dũng bước vào cuộc kháng chiến lần thứ nhất và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, giành lại hòa bình trên nửa đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đứng trước kẻ thù có tiềm năng quân sự hàng đầu của các đế quốc trên thế giới, ngọn cờ đại đoàn